Hello, xin chào các bạn vừa xem một cái bộ trang phục rất là đẹp của vị tướng Tara đây. Hiện tại trên bản chính thức Liên Quân Bay Việt Nam thì chưa ra mắt đâu, chỉ mới ra mắt bên bản Đài Loan anh em ơi. Thực sự là quá đẹp. Một vị tướng miễn phí cùng với một bộ trang phục vô cùng tuyệt vời, hiệu ứng thì như kiểu là dung nham nửa lửa đấy. Quá đẹp luôn. Ok, và theo cầu các bạn hôm nay mình sẽ tiếp tục làm lại vị tướng Tara. Một tướng có thời thì nó rất là hot pick luôn. Nhưng mà từ khi bị giảm sức mạnh ở cái chiêu thứ nhất, khả năng làm chậm của Tara ở thời điểm đầu game là kém đi. Và đây là cái chiêu khống chế duy nhất của Tara, thành ra là nó không còn được lựa chọn nữa. Điểm mạnh của Tara đó là rất là trâu bò, khả năng hồi phục chiêu nhân, lượng sát thương tay rất là cao. Nhưng mà cái khả năng khống chế này, bảo kê team rất là kém, chỉ được cái là ôm đam thôi. Được cái là một cái bao cát di động anh em ạ. Nếu anh em nào thích bao cát di động thì hãy chơi Tara. Ok, mỗi một tướng đều có một chất tướng riêng. Mà mình đã bắt con chim thứ hai rồi. Khá là căng đấy. Và Tara chỉ bá đạo khi nó có chiêu cuối anh em ơi. Có chiêu cuối là Tara bá đạo rồi. Nhưng mà mình chưa có... À đây, có level 4 rồi đây. Có level 4 hồi báo luôn này. Ok, một thanh niên chết rồi. Còn một thanh niên nữa này. Thì bạn này đang mải truy sát mid thì mình là bạn John. Mà John có thể là chạy rồi. Nhưng mà team bạn lên 2 người lên bản đánh số. Pha giao tranh qua khổ báo team bạn. Ok, các bạn có thể là chịu được lượng sát thương cho trụ để mình ít máu đi. Mà khi mình ít máu đi thì Tara sẽ được tăng công một lý nhá, 2 đến 5 điểm tùy theo cấp tướng, mỗi 1% máu đã mất. Quá là trâu. Quá là nhiều sát thương anh em ạ. Rồi, tiếp tục con chim thứ ba, mình cướp chim hơi cùi bắp với bạn Dioma này rồi. Thanh niên trong kho báu này ăn chim rất là giỏi em ơi. Căng rồi, kiểu là căng rồi. Bây giờ cầm cầm vị tướng Tara neo danh ở mức cao thì nó khó khăn hơn. Bởi vì trong team thực sự là giao tranh tổng rất là khó. Con Tara thì điểm mạnh của nó là đẩy lẻ rồi, rất là tốt. Đẩy đường rất là tốt anh em ạ. Nhưng mà ở trong đấu giải thôi, còn đấu danh thì nó lại không được bá đạo như thế. Bởi vì đấu giải người ta giữ vị trí lắm. Ở đánh di chuyển theo team, nếu mà tập trung mà đẩy một đường ấy thì sẽ đẩy, tập trung bắt một người như Tara ấy, tốn nhiều thời gian thì đồng đội có thể là đẩy lát trụ ở phía đường khác rồi. Ok. Nhưng mà cái đấu đơn thì nó lại hoàn toàn khác. Các bạn đẩy đường thì có thể là team bạn ganh bạn sấp mặt. Đẩy cao lên ganh sấp mặt mà team cũng chẳng đẩy đường gì cả. Rất là lỗi luôn. Nó không được hiểu ý như là đánh team, đánh giải đâu anh em ơi. Thành ra là cách đánh khi các bạn neo đơn và các bạn đánh khi các bạn neo chung team thì nó hoàn toàn khác nhau. Ok, trang bị Tara thì mình để bên dưới nhá. Bảng ngọc Tara thì anh em cứ dùng bảng ngọc tanh cho mình đi. Thực sự là rất là trâu luôn. Đá trâu rồi còn thêm trâu. Bằng ngọc tanh thì anh em ép ngọc như sau này. Đỏ thì anh em sẽ ép ngọc 1% tốc đánh, máu đa và giáp. Tím thì anh em ép máu đa, hồi máu và tốc chạy. Lục thì anh em ép giáp và giáp phép nhá. Ok, này bằng ngọc mắc tanh cho những vị tướng tanh. Cái khả năng khống chế của Tara ở thời điểm đầu game thì hầu như là không có rồi anh em ạ. Cái phần trăm bắn chậm rất là thấp luôn. Được cái là bật chiêu cuối lên chạy siêu nhanh, hồi máu siêu bá đạo. Và cho trái tổng thì anh em cứ nhảy chiêu 1 và quay chiêu 2 chứ đội team bạn thôi. Còn tầm 50% máu thì anh em bật chiêu cuối lên, tiếp tục quẩy. Kéo được nhiều đam của team bạn vào người mình thì càng tốt. Đấy,
để cho đồng đội được được bắn miễn phí. Đó là cái nhiệm vụ của Tara. Và Tara đánh theo phong cách chặn lính thì rất là tốt. Nhưng mà nếu đồng đội team bạn ra hỗ trợ thì cũng hết sức là căng đấy. Rồi thanh niên Dioma này. Thanh niên Dioma solo mình thì không có tuổi, nhưng mà có đồng đội team bạn đến thì mình phải chạy thôi. Ok. Dioma không về mình giết đấy. Tông về mình giết đấy. Thôi về đi. Đùa. Đấy mình rất là hiền anh em ạ. Cái pha đấy là nhiều khi là mình nóng lên là mình ăn mạng Dioma team bạn rồi. Ăn mạng Dioma team bạn thì có nhiều xác suất sai số là có thể là đồng đội team bạn ra bắt người luôn. Phong cách vị tướng Tara cầm chứng trị thì nó đã rất là lâu rồi anh em ạ. Thì các bạn có thể trở lại đi, bởi vì hiện tại các vị tướng xạ thủ, sát thủ cầm kiếm truy hồn đi rừng nó không còn cái đánh phần trăm máu nữa đâu. Thành ra những tướng đỡ đòn bây giờ nó khó chết hơn trước rất nhiều anh em ạ. Khó chết hơn phiên bản trước thôi. Ok. Xét về đội hình của team bạn trận này thì mình đánh giá cao team bạn khi về late game rất là mạnh luôn. Khi mà Lauriel cộng với Alid chiêu thức nó bắn đạo và Slim cũng mạnh rồi thì cũng rất là khó đánh. Ok. Anh em hai xạ thủ thì mình đánh rất là tốt. Không ổn rồi, về thôi bạn ơi. Và đấy mày ăn con sói quá để Joker đi bạn đồng hành. Sai lầm quá. Ở đây các bạn nào căn chuẩn lượng sát thương thì việc Tara chết cũng rất là khó luôn. Quá trâu. Chạy quá nhanh khi bật chiều cuối. khả năng hồi phục bạn ạ. Nhưng mà bây giờ có một những món đồ, đó là món sách truy hồn này. Rồi món đồ sách truy hồn đồ là gươm truy hồn, cách truy hồn và gươm truy hồn. Quá mạnh. Nó giảm 50% cái khả năng hồi máu của Tara đi anh em ạ. Thành ra Tara bị khắc chế rất là dễ. Nhưng bây giờ tức danh cao các bạn sử dụng Tara là ít đi rất nhiều. Hầu như là rất ít anh em ạ. Không sao. Ở danh cao thì cũng rất ít bạn chơi thôi, danh thấp thì mới nhiều. Chúng ta thì mình vô Việt thì làm clip theo phục vụ tất cả các bạn, chứ không phải là phục vụ mấy bạn danh cao. Mấy bạn danh cao thì hầu như là chơi đều giỏi rồi. Ok. Thì đâu có xem của vô Việt nữa. Rồi. Chết là rất là khó luôn anh em ơi. Ôm lượng sát thương rất là nhiều nhưng mà bật chiêu cuối lại hồi đầy máu luôn. Và phê. Em cứ căn nhá, tầm 50% máu là anh em bật chiêu cuối. Thì anh em lại có thể chiến đấu tiếp. Và đánh Tara thì anh em không để gọi là thiếu là món áo choàng băng giá để tăng khả năng khống chế của Tara. Rồi John hổ báo đi bạn ơi. Rồi John chết chắc rồi. À vẫn sống kìa. Hay đây bạn ơi. Tưởng chết rồi. Nagrod đến rất kịp thời. Về John ơi, còn team bạn ở đấy rất là đông đấy. Thôi, choáng này. Thôi, trực cuối. Thôi. Mình bất lực rồi. Đấy, anh em thấy điểm yếu của vị tướng Tara chưa? Không thể bảo kê được đồng đội. Rất là khó luôn. Không có chiêu khống chế mà anh em ạ. Làm chậm nó không đủ, phải có làm choáng cơ. Rồi không ăn được Lauriel anh em ơi, khi đứng ở vòng chiều cuối của Lauriel phải tách cái con vị tướng Lauriel này ra khỏi cái vòng của nó thì chúng ta mới ăn được. Đánh trụ đi các bạn ơi.
thì mình đang có lợi thế với trụ mà. Rồi rồi rồi, về anh ơi, hai chiều cuối rồi, nó xen nhau thì nguy hiểm lắm. Ôi mình ở lại ăn đam cũng là gần chết anh em ạ. Ok, mình có chiều cuối rồi, vào đây giết mình nè. À, Joker này. Không chết đâu bạn ơi. Hồi phục hơn cả siêu nhân ý. Ok, hiện tại thì vẫn đang diễn ra cái gala giao lưu cùng đội tuyển U23 Việt Nam anh em ơi. Hôm nay thật sự là các cầu thủ cũng rất là mệt và cổ động viên cũng rất là mệt nhưng mà lại vui. Rất đông. À, nãy giờ mình ngồi xem suốt đây chứ, có cả ngày hôm nay từ buổi chiều xem từ 1 giờ rồi chuẩn bị đón cầu thủ rồi đến đêm gala. Qua rất nhiều lời. Rất tiếc là không được ra Hà Nội để xem trực tiếp anh em ạ. Vậy các bạn ơi, ra ăn kinh công này, đúng rồi, ăn kinh công đi. Ôi, team mình trận này thì hai xạ thủ kìa. Hai xạ thủ nhưng mà hai bạn đấy đánh rất là tốt. Hai xạ thủ kém cơ động nhất nhưng mà đánh rất là tốt luôn. Và đúng là chất tướng là một vấn đề thôi, quan trọng là các bạn đánh tốt thôi. Khả năng di chuyển là vô cùng quan trọng. Nhiều lúc mình đánh di chuyển cũng rất là ngu nhé. Không hiểu sao là anh em ạ. Nhiều lúc đánh di chuyển rất là tỉnh, nhiều lúc đánh di chuyển lại rất là ngu. Đó. Liên Quân đúng là cái game chiến thật mà nó phụ thuộc vào tâm lý và cái tình trạng sức khỏe các bạn rất là nhiều. Ok. Có dám đánh mình đâu. Đánh mình thì các bạn ấy tốn kỹ năng lắm. Ok, lên luôn, quẩy luôn anh em ơi. Tara nó mạnh ở cái điểm này mà anh em ạ. Ok, quẩy không mất máu. Cũng mất anh em ạ, cũng mất máu nhưng mình hồi phục rất là nhanh. Đấy, team bạn tốn rất nhiều thời gian để đánh mình nhưng mà không có kết cục. Rồi, và kết cục là lổ nhà thôi. Ok, video clip mình chơi Tara đến đây hết. Anh em có thể thấy Tara vẫn là vị tướng rất là trâu bò. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo nhé. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.